liên quan đến thí điểm xử lý làm sạc một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nanobo Victor Nhật Bản, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có buổi làm việc với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản về kết quả thí điểm xử lý làm sạc một đoạn sông Tô Lịch và một gốc hồ Tây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, thành phố luôn quan Ngân khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân sử dụng công nghệ tiên tiến thực hiện việc nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là trong lĩnh vực môi trường. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao đề xuất thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một gốc hồ Tây bằng công nghệ nano to Nhật Bản của tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản và công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt đã không tuân thủ một số yêu cầu của thành phố. Thành phố Hà Nội đề nghị Chủ tịch tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản, Công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt và các cá nhân tham gia nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật Việt Nam và của Thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản gửi sở xây dựng hồ sơ, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công nghệ nanobotic to có bản thuyết trình toàn bộ về công nghệ, giấy chứng nhận công nhận công nghệ xử lý của chính phủ Nhật hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Hà Nội đã giao sở xây dựng ra soát, giới thiệu một hồ nước động trên địa bàn thành phố để tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạc nước, bùng về việc triển khai công tác thí điểm xử lý làm sạch hồ để xem xét, đánh giá công nghệ nanobiovector trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng giới thiệu một hồ nước động trên địa bản thành phố để tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước, buồn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý đơn vị liên quan, trong quá trình xử lý ô nhiễm hồ bằng công nghệ nanobiovector phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước Việt Nam và thành phố quá trình xử lý phải lấy mẫu không khí, nước, bùn tại các thời điểm trước, trong và sau xử lý để xét nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn của Việt Nam. Sau khi thực hiện các nội dung nêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị mời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để đánh giá về công nghệ nanobovector của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản theo quy định.